các bạn là học viên của Zumbody không ạ? Cũng phải học hành thật là chăm chỉ cho cô nhá. Và cả các bạn không phải là học viên của Zumbody thì sau này hãy vào học cùng với thầy cô nhá. Ok không ạ? Hi, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay sẽ là buổi live của cô Thanh cùng với các bạn vào một phần kiến thức mà cô nghĩ là các bạn với các bạn từ N3 lên N2 các bạn sẽ hơi bị bỡ ngỡ một chút, đúng không nào? Đó là đi với các bạn về cách làm của một cái dạng bài của riêng N2 thôi nhé. Đó là dạng bài về tiền tố hậu tố mọi người ạ. Tiền tố hậu tố. Khi vào buổi live thì cô xin giới thiệu lại một chút về chương trình thi thử tại website và app Zumbody vào mỗi buổi cuối tuần trong tháng 11 này. Thì hôm trước có bạn nào vừa thi thử bài hôm trước không ạ? Bài hôm mà thứ 6, thứ 7, chủ nhật của tuần vừa rồi không? Các bạn được bao nhiêu điểm comment vào cho cô nhé. Đấy. Rồi, thế thì buổi thi của chúng ta thì chúng ta đã kết thúc xong đợt 1 rồi mọi người nha. Đợt 1 sắp tới mình còn đợt 2, đợt 3, đợt 4, đợt 5, còn 4 đợt nữa. Thì cuối tuần này sẽ là đợt 2 mọi người nhé. Các bạn lưu ý cho cô là chúng ta có thể vào cổng thi từ buổi tối thứ 6 cho đến hết chủ nhật nha. Đấy, và thi thử thì là đề thi được cập nhật theo cái dạng đề mới nhất của GPT nhé. Kể cả những cái đề tài. Và khi mà các bạn thi xong các bạn sẽ thấy có một cái bảng xếp hạng rất là made in Zumbody, đúng không? Và một cái sơ đồ đánh giá như này sẽ giúp các bạn có thể nhìn được một cách rất là trực quan về cái năng lực của mình trong cái bài thi. Ví dụ như là hiện tại phần chữ Hán của bạn đang là tốt nhất chẳng hạn, còn bạn này đang là từ vựng rất là kém này, ngữ pháp trung bình này, đọc hiểu trung bình này, nghe hiểu tương đối tốt. Thì khi mà thi xong ấy, ngoài cái bằng các bạn có thể nhận được chưa nào, thì các bạn có thể có được một cái phần kết quả biểu đồ đánh giá theo cái kỹ năng như này, nhìn rất là trực quan nhá. Và bạn nào thi xong mà muốn xem lại đáp án, xem lại đề thì cũng có thể xem trực tiếp ở trên web và trên app, rất là tiện. Nên các bạn nhớ lưu lại cái lịch của các buổi thi thử cho cô để vào thi xem là mình được bao nhiêu điểm nhá. Ồ, Lê Minh Anh là hôm trước thi thử N3 được 122 điểm à, chúc mừng em nhá. Đấy, rồi, và đây, thi xong rồi được xem lại đáp án như này, tiện cực kỳ đúng không? Trong cái hệ thống với các bạn mà thi đăng ký ở trên website và trên app của Zumbody thì qua mỗi một đợt các bạn sẽ được lưu lại điểm như thế này, và các bạn sẽ có thể nhìn được so sánh điểm trong từng cái đợt thi của mình xem là mình có tiến bộ hay mình thụt lùi đi nhá. Thì các bạn nhớ đừng bỏ qua kỳ thi thử GLPT đông người tham gia nhất Việt Nam của Zumbody. Đợt vừa rồi là khoảng 7.000 bạn tham gia thi mọi người ạ. Number one luôn, đúng không? Đấy. Rồi, thế thì bây giờ quay trở lại câu chuyện, đó là chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của ngày hôm nay nhá. Đó là phần gọi là livestream về tiếp sức mùa thi GLPT. Thì tháng 10 vừa rồi thì không biết là các bạn nào có theo thầy cô không ạ? Theo thầy cô từ tháng 10 là chúng ta đã cùng nhau học trọn bộ từ vựng từ N5 đến N1 rồi. Còn sang đến tháng 11 này chúng ta sẽ tăng tốc về đích, đó là sẽ đi sâu với các bạn về kỹ năng làm bài trong từng môn đai một nhá. Và ngày hôm nay là phần mà cô phụ trách, đó là phần gì ạ? Đi với các bạn về cách làm bài trong tiền tố hậu tố. Ok? Hay. Thì đây là một cái dạng môn đai mà nó là của riêng N2 mọi người ạ. Của riêng N2 thôi, chứ còn N3, N1 thì không có cái dạng bài này nhá. Thế nên là có thể với nhiều bạn mà khi mà đang học từ N3 lên, các bạn sẽ hơi bị bỡ ngỡ một chút đúng không? Thì ngày hôm nay hãy cùng với cô ôn lại một chút về những cái kiến thức liên quan đến tiền tố hậu tố, và đi với các bạn về những cái cách làm trong những cái dạng bài này nhá. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn cho cô này. Thế thì bây giờ trước khi mà đi vào về cách làm thì các bạn sẽ nhìn cho cô tiền tố hậu tố đó là cái gì. Đây, ở đây cô đưa cho các bạn một cái câu ví dụ của cái câu hỏi trong đề GLPT N2 tháng 12 năm 2021 luôn. Các bạn nhìn câu này cho cô và các bạn sẽ quan sát xem là chúng ta chọn đáp án mấy. Và đây chính là một cái câu ví dụ cho cái dạng bài mà tiền tố hậu tố đây ạ. Hong todoku no mae ni mazu wa nani nani todoku wo okonatte kudasai. Ok. Đấy, nào các bạn sẽ xem lại cho cô nhá. Nào, các bạn comment điền đáp án cho cô nhá. Cô cho các bạn tầm 30 giây đi, được không ạ? 30 giây, ok. À, sorry mọi người nhá, chỗ này là ư nhá mọi người nhá. Thêm trường âm ư. Hong thô được cửa đấy, thô được cửa. Ok. Rồi, các bạn điền đáp án cho cô nhá. Đáp án số mấy ạ? Rồi, chúng ta sẽ có 4 chữ. Bạn Nghiệp chọn đáp án số 3, bạn Trung chọn đáp án số 3. Rồi. Thế các bạn nhìn cho cô nhé, đó là cái câu hỏi mà về tiền tố hậu tố của phần từ vựng ấy, tức là gì ạ? Tức là trong một cái từ như thế này thì nó sẽ có thể có một cái từ mà nó ghép ở đằng trước của nó, chúng ta gọi là tiền tố. Hoặc là một cái từ nếu mà người ta hỏi về nó ghép ở đằng sau thì mình sẽ gọi nó là hậu tố, được không ạ? Ok, thì đấy, nó sẽ là cái tiền tố hậu tố, tức là mình sẽ phải tìm một cái từ mà nó ghép với cái từ này để tạo ra một cái cụm từ nó có ý nghĩa phù hợp với cái câu văn đó nhá. Vậy thì ở đây các bạn đều chọn đáp án số 3 đúng không? Thế thì bây giờ cô đang giới thiệu là cái câu tiền tố hậu tố nó là gì. Thế thì bây giờ mình sẽ quay trở lại cho cô về cái cách làm bài tiền tố hậu tố là như thế nào nhá. Ừ. Thì trước tiên lời khuyên của cô dành cho các bạn đó là thường những cái câu mà hỏi về tiền tố hậu tố là những cái câu văn nó không quá dài đâu mọi người ạ. Nhá, không quá dài. Nên là nếu mà được thì các bạn đọc cả câu văn đấy lên, hoặc là các bạn
đọc tối thiểu cho cô là đọc cái cụm câu mà xung quanh phần gạch chân đấy, để chúng mình có một cái dự đoán về ý nghĩa của cái từ mà chúng ta cần phải điền. Được chưa ạ? Ok, mình sẽ đoán xem là cái câu này mình sẽ điền nó theo một cái nghĩa như thế nào cho nó phù hợp. Ok, và sau đó chúng ta sẽ dựa vào cái âm Hán Việt này, hoặc là nếu mà chúng ta không biết hoàn toàn được cái âm Hán Việt đấy, chúng ta có thể nhìn cho cô bốn cái chữ Hán này, mình dựa vào những cái bộ thủ để mình xem là khả năng cao những cái đáp án đấy nó có thiên về cái ý nghĩa gì. Được chưa ạ? Đó, thì mình sẽ có thể dựa vào âm Hán Việt của chữ Hán đấy nè. Còn bạn nào mà biết được cái chữ Hán đấy nghĩa là gì luôn thì rất là tốt ạ. Ok, rồi thì chúng ta sẽ gì nhỉ? Sẽ đoán cái nghĩa của cái tiền tố hậu tố mà chúng ta cần phải điền để cho vào thành một cái cụm từ mà nó có ý nghĩa hợp lý. Được không mọi người? Tất nhiên là đây là trong cái trường hợp mà khi mà các bạn không biết cái từ này nó là cái gì. Đúng không? Chúng ta không biết cả cái cụm từ chấm chấm thô đốc cự là cái gì. Thì các bạn có thể dựa vào cái cách đoán là ví dụ chúng ta có từ đầu tiên là chữ gì ạ mọi người? Chúng ta đầu tiên có chữ là chữ tiên đúng không? Chữ tiên thì mình sẽ hiểu là trước, ví dụ như senjitsu là ngày hôm trước, thì mình dựa vào những cái nghĩa của nó đấy thì mình sẽ đoán cái nghĩa của nó là cái gì đấy nó xảy ra trước đó đúng không? Hay là senchaku là cái gì ạ mọi người? Senchaku là mình đến trước. Ok, ưu tiên những ai đến trước chẳng hạn. Đó. Hay là cái từ này là từ dư đúng không? Dư này thì chúng ta sẽ thấy là trong những cái từ mang tính chất là dự báo này, hay là dự cảm này, yokan, yoho. Ok. Rồi, tiếp theo chúng ta có từ này là từ giả. Giả này là gì ạ? Ví dụ như là giả định chẳng hạn. Bạn nào mà ở bên Nhật các bạn sẽ biết một cái từ này rất là hay, đó từ karimenkyo. Các bạn biết cái từ karimenkyo là gì không ạ? Karimenkyo là gì nhỉ? Comment cho cô nào, các bạn nghe được không ạ? Karimenkyo nhé. Đây là viết như sau ạ. Ok. Nè. Hay, karimenkyo là gì ạ mọi người? Các bạn nào mà hay đi thi bằng lái xe, các bạn biết cái từ này không ạ? Karimenkyo chữ giả là gì nhỉ mọi người nhỉ? Các bạn biết từ này không ạ? Rồi, đó là gì nhỉ? Bằng, không phải bằng giả nhé mọi người nhé. Bằng gì ạ? Bằng tạm thời. Tức là ở bên Nhật khi mà đi thi bằng lái xe ấy, mọi người, thì nó sẽ có là khi mà các bạn trải qua, các bạn đỗ được một vòng gọi là vòng lý thuyết cũng không nhớ chính xác đâu, nhưng mà gọi là chúng ta đỗ được cái vòng lý thuyết thì người ta sẽ cấp cho chúng ta một cái bằng gọi là karimenkyo, để lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái bằng đấy và chúng ta đi ra ngoài đường và chúng ta tập đi thực tế ấy. Thì lúc đấy người ta sẽ gọi là cái bằng lái xe tạm thời, tức là không phải là bằng giả nhé, gọi là giả định, hiểu chưa? Cái bằng tạm thời, bằng giả định, thì cái từ này giả là giả trong nghĩa là giả như vậy nhé mọi người nhé. Đấy, và cuối cùng chúng ta có từ này là từ cận. Cận là gì ạ? Cận trong những cái từ ví dụ như là kinjo là lân cận đúng không? Đó, thì nếu như mà các bạn không biết cái từ như thế này thì các bạn sẽ dựa vào những cái từ Hán Việt đấy để đoán cái nghĩa cho cô nhá. Thế thì bây giờ sau đó chúng ta quay trở lại vào bài đọc. Các bạn đọc lên cho cô này. Trước khi gì ạ? Trước khi đăng ký thật, hôm todoku is ne. Trước khi đăng ký thật thì hãy tiến hành cái gì ạ? Tiến hành cái gì ạ? Tiến hành cái gì ạ mọi người? Trước tiên là tiến hành cái gì ạ? Thế bây giờ mình sẽ phải là tiến hành cái gì bây giờ? Tiến hành cái gì bây giờ nhỉ? Đúng rồi, sẽ tiến hành gọi là đăng ký tạm thời nhá. Đăng ký tạm thời đã. Đó, ok. Vậy thì trong bốn cái từ này chúng ta sẽ thấy là có một cái ý nghĩa mà nó rất là gần với nó. Thì mình sẽ chọn đáp án số mấy ạ? Đáp án số mấy nhỉ mọi người nhỉ? Đáp án số 3. Đúng không mọi người? Đó nhất. Thế nên là cái cách để làm một cái bài mà như thế này tốt nhất đó là các bạn biết được cái từ đấy nó là cái gì. Mà rất là may mắn nếu mà chúng ta đi thi chúng ta gặp được phải cái từ mà chúng ta đã biết rồi đúng không? Nhưng mà cũng có rất là nhiều trường hợp, kể cả là những cái từ mà các bạn biết rồi nhá, nhưng mà vào trong cái câu văn đấy cái ngữ cảnh thì nó lại không phù hợp nhá. Thế nên là các bạn phải nhớ cho cô này, trước tiên là gì nhỉ? Đọc cái câu văn lên xem là cái ngữ nghĩa của nó có phù hợp hay không. Mình dự đoán xem là cái nghĩa nào mà nó gì nhỉ? Cái nghĩa nào mà nó gì nhỉ? Nó phù hợp với trong cái câu văn đấy đã. Rồi mình bắt đầu so cho cô bốn đáp án và dựa vào bám theo những cái nghĩa của những cái chữ Hán đấy. Hoặc là nếu như mà không hiểu chính xác cái nghĩa chữ Hán đấy, chúng ta có thể liên tưởng từ những cái từ mà chúng ta thấy là gì nhỉ? Nó kết hợp được với những chữ Hán đấy. Ví dụ như là gì nhỉ? Ở những cái từ quen thuộc như là senjitsu, senchaku, yokan, yoho, hay là một cái từ quen thuộc của N2 trở xuống sẽ là gì nhỉ? Karimenkyo is ne. Rồi kinjo để đoán nghĩa của nó. Và sau đó mình sẽ dự đoán một cái từ nào nó phù hợp với nó trong này nhá. Thì đấy là cái cách làm của một cái bài mà gì nhỉ? Một cái bài về tiền tố hậu tố. Các bạn ok chưa ạ? Được chưa? Mọi người hiểu bài không ạ? Nào thì bây giờ dựa trên cái đấy thì xin mời các bạn làm cho câu số 2. Đây là đề vào tháng 12 năm 2019. Các bạn ơi, ngày hôm nay buổi live cô sẽ cực kỳ hay và nhiều kiến thức, các bạn nhớ xem đến cuối nhá. Mà không bị dài quá đâu. 30-40 phút là cùng thôi nhá. Sẽ rất là tiếc nếu mà bỏ lỡ. Rồi, bởi vì là hôm nay cái logic bài giảng của chúng ta nó sẽ rất là thú vị đấy. Ok. Nhìn cho cô câu số 10 là đề N2 tháng 12 2019 nào. Đáp án số mấy nào mọi người? Các bạn thấy không ạ? Những cái câu mà về tiền tố hậu tố, cái câu văn của nó bản thân nó rất là dễ đọc nhá mọi người nhá. Đây để thi thật luôn đúng không? Kono uta no kashi wa seiji chấm chấm ga tsuyoi you ni kanjirareru. Là gì ạ? Câu này rất là dễ đúng không?
Thực ra đây là một cái văn phong mà kể cả tiếng Việt lẫn tiếng Nhật nó khá là tương đồng với nhau đấy. Trong văn tiếng Việt của chúng ta hay có cái kiểu nói gì ạ? Kono uta no kashi wa, cái giai điệu của bài hát này thì có thể hay là được cảm nhận hay có thể cảm thấy nó dường như là thế nào đó đúng không? Dường như là nó có cái gì chính trị rất là mạnh nhỉ mọi người nhỉ? Cái gì ạ? Trong tiếng Việt của chúng ta rất là hay nói đấy mọi người nhá. Ừ, chúng ta có từ đầu tiên là từ hương. Ừ, là mùi hương. Nước hoa sẽ là gì nhỉ? Sui, sui cô này. À cô sui này, cô sui này. Đấy, hay là chúng ta có từ phong. Phong này thì là một cái từ rất là hay này mọi người ạ. Phong này một từ rất là hay này. Các bạn nghe từ Wahoo hay là Nihonfu bao giờ chưa? Ừ, Wahoo hay Nihonfu các bạn đã nghe bao giờ chưa ạ? Đấy, rồi thì ví dụ có một cái từ rất là quen thuộc của từ này đó là từ Wahoo này. Đấy. Wahoo hay là một cái từ khác là Nihonfu. Thì đây là gì ạ? Đây là kiểu Nhật hay là phong cách Nhật. Thì hư cái bên này nó là hương là mùi hương đúng không, còn bên này là hư là gió à, là phong đấy, phong cách là kiểu đúng không nào, Nihon hư hoa hư nhá đó, hay là Yo hư là kiểu phương Tây ấy mọi người, ok chưa nào. Đấy, thế còn từ này chúng ta có từ vị. Ôi rồi cô cho ra đáp án mất rồi mọi người. Mất hết cả hồi hộp đúng không. Chúng ta có từ vị này là vị đúng không, xíu gì chẳng hạn đúng không, là vị muối đấy. Ừ thì nó là vị, từ những cái từ rất là quen thuộc như thế chúng ta đoán ra cô cái ý nghĩa của nó. Mà thực ra đây đều là những cái từ vựng của N3 trở xuống đúng không, mà từ này là N3 này. Ừ đấy, từ này của N4 đúng không nào. Và cuối cùng chúng ta có từ sắc. Sắc thì bình thường là màu sắc đúng không, thì đây tiếng Nhật nó cũng y như vậy ấy, mọi người. Đó là gì nhỉ, cái giai điệu của bài hát này thì nó cảm giác như là gì nhỉ, cái màu sắc chính trị của nó rất là mạnh nhá. Đấy, thế nên là đây sẽ là đáp án của chúng ta, đáp án số 4 nhá. Hai câu các bạn làm đúng hết không ạ, các bạn đã hiểu rõ được về cách làm của cái dạng dạng mà về tiền tố hậu tố này chưa? Rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đi vào một phần hay hơn này nha, phần hay hơn này, nhìn nha cô này. Bây giờ cô sẽ trình bày cho các bạn cách để các bạn có thể ôn làm tốt cái phần tiền tố hậu tố này cho đến kỳ thi tháng 12 2024 này nhá. Rồi, bởi vì bây giờ học mà chúng ta mà đi tìm nhiều tài liệu chúng ta học thì mênh mông lắm. Tất nhiên nếu mà các bạn có những cái tài liệu mà nó tổng hợp toàn bộ những cái tiền tố hậu tố theo cái đơn vị từ vựng thì các bạn học sẽ rất là ok. Còn không thì bây giờ cô sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà để học trong cái giai đoạn nước rút như này nhá. Thứ nhất, trong những cái danh sách tiền tố hậu tố ở trong những cái tài liệu mà các bạn có ấy, các bạn sẽ nhìn cho cô này, với những cái nhóm tiền tố hậu tố mà các bạn thấy là có ý nghĩa dễ bị nhầm thì các bạn hãy bỏ thời gian ra một chút tìm hiểu sâu về sự giống nhau và khác nhau, giống nhau và khác nhau nhá, của các tiền tố hậu tố đấy. Ok? Hãy hoặc nếu như mà các bạn cảm thấy là tìm hiểu sâu về sự khác nhau của nó quá khó thì các bạn sẽ làm cho cô một cách đó là đơn giản là các bạn nhớ theo các từ vựng ví dụ của nó nhá. Bởi vì là đôi khi cái sự mà phân biệt giữa cách sử dụng của các từ ở trong tiếng Nhật hay kể cả ngôn ngữ nào cũng thế thôi, nó sẽ có một cái sự rất là mong manh đúng không. Ví dụ trong trường hợp này, ví dụ cô sẽ lấy một cái ví dụ về những cái cặp từ là cùng để nói về tiền, về chi phí nhá. Tiếng Việt mình thì cũng nói là tiền bao nhiêu, mức phí bao nhiêu đúng không? Thì tiếng Nhật nó cũng sẽ có những cách nói như thế này. Thì đôi khi sẽ có những cái trường hợp mà nếu mà chúng ta đi sâu vào ý nghĩa sử dụng của nó thì nó sẽ hơi bị khó hiểu, khó nhớ ấy. Thế nên là có thể một cái gợi ý về cách học của bạn đó, các bạn sẽ nhớ theo đơn vị từ vựng, tức là những cái từ mà các bạn thấy là nó sẽ thường xuyên xuất hiện với cái từ đấy. Ví dụ sẽ có một cái bảng liệt kê như sau ạ. Đây, các bạn nhìn thấy đầu tiên chúng ta có chữ kim đúng không? Ok, kim này thì có thể nếu mà nói về mặt lý thuyết thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ chỉ những cái khoản phí cơ bản trong những trường hợp đặc biệt nào đó. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta cảm thấy là học theo kiểu lý thuyết đấy nó máy móc quá, các bạn nhớ tạm thời theo ví dụ cho cô như thế này được rồi. Các bạn tìm tất cả những cái từ vựng mà nó có kim thì trong cái quá trình mà các bạn học từ vựng, học ngữ pháp, học chữ Hán, học đọc hiểu các thứ thì hẳn là các bạn sẽ gặp rất là nhiều, kể cả nghe hiểu thế thôi. Thì mỗi lần mà các bạn gặp những cái từ mà như thế này, các bạn sẽ nốt lại cho cô, nốt lại cho cô học nó như một cái đơn vị từ vựng nhá. Rồi, thế thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái danh sách những cái từ như này chúng ta nghe quen tai nhiều thì vào lúc làm bài tiền tố hậu tố sẽ đơn giản hơn rất là nhiều nhá. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau check thử xem là khả năng của lớp mình ở đâu nhá. Thứ nhất, new gakukin là gì? Comment cho cô nhanh nào. New gakukin. Ok, new gakukin là gì ạ cả lớp? Đúng rồi, tiền tiền nhập học, ok nha, chốt. Jeikin là gì? Một cái khoản tiền mà chúng ta rất là mệt mỏi đúng không? Đặc biệt các bạn ở bên Nhật. Jeikin là gì nhỉ? Là gì ạ? Đúng rồi, là tiền thuế ạ. Rồi, tiền thuế đúng rồi, các bạn trả lời đúng rồi. Tiếp tục. Hoshokin là gì ạ? Hoshokin là gì ạ cả lớp? Hoshokin à? Hoshokin, comment nhanh. Hai, hoshokin, đúng rồi. Ý đấy nè. Hai. Lúc này chúng ta đang ngồi ôn từ vựng luôn đấy mọi người. Mình sẽ có một cái từ gọi là khoản tiền hoshokin, là cái tiền bảo lãnh, tiền bảo chứng đấy mọi người nhé. Ừ, tiền bảo lãnh. Ok. Hãy tiếp tục một khoản tiền nữa, chúng ta có từ gì ạ? Hoshokin đấy nhé. Ừ, hãy tiếp tục chúng ta có từ nenkin. Nenkin là gì ạ cả lớp? Nenkin là gì nhỉ? Nenkin là gì đấy? Hãy tiền gì ạ mọi người? Tiền gì? Tiền gì nhỉ?
Ok, nên kin là cái tiền mình sẽ có thể gọi là tiền lương hưu chẳng hạn, tiền 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 về hưu ấy mọi người nhá. Ừ đúng rồi, cái khoản tiền lương về hưu ấy. Rồi tiếp, shogakukin nè, shogakukin là gì nhỉ? Shogakukin là gì đấy nhỉ? Hãy, shogakukin là tiền tiền học bổng nhá mọi người nhá. Đấy thì các bạn cứ nhớ theo những cái từ như này này, rất là dễ nhớ nhá. Chứ còn ở với những cái trong những cái trường hợp mà có thể học về tiền tố hộ tố mà các bạn cứ máy móc theo những cái lý thuyết này sẽ rất là mệt đấy nhá. Thế thì tiếp tục sang từ này. Rồi, đây sẽ là nói về những cái khoản tiền như kiểu là tiền vận chuyển, tiền thuê này nhá. Tiền vận chuyển, tiền thuê thì bây giờ chúng ta sẽ đi từ đầu tiên này. Yachin là gì? Nào, ở bên Nhật bạn nào mà thuê nhà thì sẽ phải trả tiền gì ạ? Yachin là gì nhỉ? Comment cho cô nào. Ok, tiền thuê nhà nhé mọi người nhá, tiền thuê nhà. Đấy, yachin này nhé. Đấy, chữ ra đúng không nào? Tiếp tục chúng ta có từ ưng chin, nhìn đoán được chữ Hán luôn đúng không? Ưng chin là gì nhỉ? Tiền gì ạ mọi người? Cước phí gì ạ? Cước phí. Cước phí đúng rồi ạ, cước phí vận chuyển nè. Tiếp tục karichin. Karichin là gì ạ? Karichin là gì đây cả lớp nhỉ? Karichin là cái tiền chúng ta gì nhỉ, cái phí gì đấy, phí vay phải không nào? Phí vay. Hay là denshachin là gì ạ mọi người? Denshachin là sẽ là cái gì ạ? Ok, là cái tiền gì đây nhỉ, cái tiền vé tàu nhá mọi người nhá, là cái tiền mà chúng ta phải trả để khi mà đi tàu được chưa ạ? Đó thì mình sẽ có thể nhớ theo những cái tiền, à gọi là theo những cái từ vựng như này. Tiếp tục nhìn tiếp cho cô này, trong một loạt những cái về tiền chúng ta có từ này, từ rio ですね. Nào bây giờ comment nhanh cho cô này, new jo rio là gì ạ? New jo rio là gì nhỉ? Cái tiền gì ạ? Khoản tiền gì đấy? Đúng rồi, là cái khoản tiền mà cái gì nhỉ? Tiền vé vào đúng không? Vé vào một cái gọi là một cái dịch vụ nào đó, ví dụ như là new jo rio khi mà các bạn muốn vào công viên chẳng hạn thì cũng có cái từ này đúng không nào? Cái tiền vé vào công viên đấy nhá. Hồ ken rio là gì mọi người? Vừa nãy chúng ta có từ này, từ hồ sô kin là tiền bảo lãnh nhé mọi người nhá. Thế còn đây chúng ta có từ hồ kên điều, vừa nãy có thể có rất nhiều bạn comment từ hồ sô kin là tiền gọi là tiền gì nhỉ, tiền bảo hiểm. Thực ra tiền bảo hiểm chúng ta dùng từ này hồ kên điều mọi người nhá, chúng ta có tiền này mới là tiền bảo hiểm đúng không ạ? Hồ kên điều được chưa? Rồi đấy, phí bảo hiểm nhá. Tiếp tục chúng ta có từ diêu diêu điều, cái từ này thì dễ rồi. Diêu diêu điều là gì nhỉ? Tiền chúng ta phải thanh toán để vào gì nhỉ, vào học đúng không, thì sẽ là học phí nhá, học phí của các buổi học chẳng hạn nhá. Đấy rồi tiếp tục chúng ta có từ dentaru dio. Ok, dentaru dio là gì nhỉ? Dentaru dio là gì đấy? Đấy, tiền gì ạ? Tiền mà chúng ta phải trả khi mà đi dentaru là đi gì ạ? Chúng ta có tiền đúng rồi, tiền thuê nhá, tiền phải trả khi mà chúng ta ví dụ hôm trước thầy Dũng đi thuê kimono thì sẽ có là gì nhỉ, dentaru dio là bao nhiêu đấy đúng không nào? Rồi tiếp tục các bạn mà đi thuê nhà mà chúng ta sẽ phải trả tiền cho ai đây nhỉ, shokai ryo desu ne, shokai ryo thì sẽ là cái gì ạ, tiền gì ạ mọi người? Là cái tiền phí mà chúng ta phải gì ạ, phải trả thì gọi là tiền phí gì nhỉ mọi người nhỉ, phí phí gì, phí phí giới thiệu đúng không nào, nó sẽ gần với cả gọi là phí môi giới đấy nhá. Đấy rồi shokai ryo desu ne. Tiếp tục chúng ta có từ sabisu ryo là gì ạ, là cái phí gì ạ? Phí gì nhỉ? Phí phí dịch vụ nhá, phí dịch vụ. Rồi, ok chưa ạ? Ở ngoài cái từ show cai điều chúng ta còn có từ chiêu cai điều nhá. Ok. Hãy, sa bi sư điều là cái phí dịch vụ. Ok chưa? Hãy. Rồi, các bạn làm đúng hết đúng không ạ? Trả lời đúng hết chưa? Nhìn đọc phăng phăng cho cô không ạ? Tiếp tục nhìn bên cạnh đây, cũng là tiền phí nhưng mà mình nhìn này, denki dai là tiền gì ạ? Denki dai là tiền gì ạ? Năm nay mà vào được cái từ nào mà liên quan đến tiền thì nhớ nhắn tin cho cô nhá. Denki dai là tiền tiền điện đúng không? Thì tiếp tục này, gasudai là gì ạ? Tiền tiền ga đúng không nào? Denwadai là tiền gì ạ? Tiền điện thoại. Thế nên là mình sẽ không nói là denwakin, denwadio để nhé đúng không mọi người? Rồi đấy thì chúng ta nếu mà cảm thấy là học về phần lý thuyết nó khó quá thì mình cứ học nhớ theo những cái từ vựng như này. Thực ra đây là những cái từ mà các bạn thấy là cuộc sống chúng ta cũng dùng rất là nhiều đúng không? Rồi tiếp, gasodindai là tiền gì ạ mọi người? Tiền gì? Tiền tiền xăng đúng không nào? Gasoline đây nhé. Hay là mình đi sửa thì mình sẽ có siêu đi đây là gì ạ? Tiền gì nhỉ? Đúng rồi, là một cái tiền mà phải trả cho một cái phí dịch vụ nào đó đúng không nào? Thì chúng ta có từ siêu đi đây là gì nhỉ? Tiền tiền đi mà chúng ta phải thanh toán khi mà đi sửa chữa chẳng hạn, đúng không? Tiền công trả cho người ta sửa ấy. Basu đây nhé, basu đây. Basu đây là gì ạ? Là tiền. Đó các bạn thấy không? Đây nhá, bên này mình sẽ có từ denshachin là cái tiền vận chuyển, tức là cái tiền chúng ta phải thanh toán khi mà lên xe tàu điện. Thế bây giờ mình sẽ này, cũng là nói về phương tiện nhưng mà người ta lại dùng là basudai. Đó thế nên là thay vì chúng ta cứ phải cố máy móc xem là cái gì thì đi với cái gì thì chúng ta sẽ nhớ theo từ vựng cho cô cho nó dễ đi nhá. Ok không nào? Đấy, rồi basudai là tiền gì nhỉ? Tiền xe buýt đúng không nào? Hay là suidodai là tiền gì ạ?
tiền sinh hoạt phí chúng ta cần phải tiền nước đúng không? Tiền điện nước đấy, tiền điện, tiền nước đấy, các thứ loại tiền đây này. Ok, mệt ghê đúng không? Một tháng thì tốn biết bao nhiêu là tiền cho cái này. Trong mấy cái này nói vui vui là các bạn tốn nhiều tiền nhất cho cái gì ạ? Tiền điện, tiền ga hay là tiền điện thoại hay là tiền xăng hay là tiền nước? Các bạn tốn nhiều tiền gì? Ở bên Việt Nam mình thì chắc là tốn tiền xăng với tiền điện đấy nhỉ mọi người nhỉ? Các bạn tốn tiền gì ạ? Rồi, tiếp tục. Thế bây giờ khi đi. Đấy, khi thì mình sẽ lại có từ gì nhỉ? Vừa nãy mình có Jugyo đấy nhé. Thì bây giờ mình vẫn là có cái học phí chúng ta sẽ là đi với Gakuhi. Ok, Gakuhi chẳng hạn. Đúng không nào? Hay là chúng ta có tiền phí gì ạ? Chiryohi là gì nhỉ? Phí gì đấy? Phí. Đấy, phí chữa trị khi mà chúng ta đi bệnh viện, phí chữa trị khi mà chúng ta đi khám, đi bệnh viện ở các cơ sở y tế đúng không nào? Hay là chúng ta có từ Sekatsuhi, một từ cực kỳ quen thuộc đúng không? Sekatsuhi là tiền gì nhỉ? Sinh hoạt. Đúng rồi, sinh hoạt phí nhá, mình sẽ dùng từ hi như này. Hay là kozuhi là gì ạ? Là phí giao thông. Đó, phí giao thông. Đấy thì thứ nhất đó là một cái lưu ý trong đây là cô đưa ra một cái ví dụ như thế này để các bạn có thể thấy rằng là gì nhỉ? Với một cái danh sách những cái tiền tố hậu tố mà các bạn thấy cảm thấy giống nhau ấy thì thay vì các bạn cố gắng máy móc học nó theo là cái này thì phải đi về cái này, cái kia thì phải đi về cái kia, các bạn học thật là đơn giản cho cô theo cái kiểu là các bạn học theo những cái từ vựng đi kèm của nó, những cái từ mà chúng ta thường hay gặp nhất nhá. Hay thế thì bây giờ thử xem nào. Câu này các bạn sẽ điền gì ạ? Kongetsu no denwa, nhớ không? Kongetsu no denwa. Denwa gì ạ? Denwa gì ạ? Ok, denwa. So, denwa gì nhỉ cả lớp nhỉ? Các bạn còn nhớ bài không? Làm ngay đúng không? Denwa dai. Đấy nhé, denwa dai. Ok không? Rồi, tiếp. Mọi người có làm kịp không ạ? Rồi. Đấy. Tiếp câu số 4 chúng ta có gì ạ? Rentaru. Rentaru gì nhỉ? Mình sẽ nhớ theo từ vựng cho cô đi. Rentaru. So, rentaru. Yes. Rentaru gì nhỉ? Đúng rồi, rentaru. Hay. Ok, rentaru dio. Được chưa? Đấy, thế thì các bạn nhớ cho cô nhé, với cái bài mà tiền tố hậu tố nó chỉ có mấy câu thôi, không có quá nhiều nên các bạn đừng làm khó mình mà phải học kiểu máy móc gì cả. Với những cái từ vựng mà các bạn thấy nó nghĩa giống nhau nhiều quá, các bạn học theo những cái ví dụ từ vựng của nó là được rồi nhá. Đấy là về cái lưu ý học tập đầu tiên này. Bây giờ cô sẽ chỉ cho các bạn một cái hay hơn nữa này. Nhìn đây. Rồi bây giờ một cái cách học tiếp theo mà cô muốn bày cho các bạn trong cái quá trình mà chuẩn bị tháng 12. Bây giờ là ngày bao nhiêu? Còn 3-4 tuần nữa thôi đúng không? Cách học tiếp theo đó là gì nhỉ? Các bạn có thể học theo những cái tài liệu mà các bạn đang có. Nhưng mà có một cái loại tài liệu mà cô nghĩ các bạn không nên bỏ qua đó là các bạn hãy ôn một lượt các từ vựng đã xuất hiện trong đề thi GLPT N2 ở cái dạng môn đai về tiền tố hậu tố này. Nhớ là chúng ta học theo những cái list trong quá khứ nhá. Lý do vì sao thì có hai lý do. Thứ nhất đó là vì số lượng nó đã rất là nhiều rồi. Các bạn dựa vào là các bạn có thể gì nhỉ? Các bạn có thể tìm ra được rất là nhiều những cái từ vựng đi kèm với nó nhá. Và cái số 2 là các bạn thông qua những cái đó thì các bạn có thể rèn được cả cái kỹ năng làm bài tốt hơn. Các bạn vận dụng cái việc thao tác cả đoán nghĩa thông qua trực tiếp những cái bài đấy, chúng ta tập cái khả năng suy đoán từ cho cô nhé. Suy đoán từ vựng cho cô, được chưa? Đấy thì là cái số lượng, vì số lượng nó nhiều và chúng ta làm thông qua nó, chúng ta tập cái khả năng suy đoán từ vựng dựa trên thực tế với những cái bài quá khứ luôn nhé. Đấy là cái lý do đầu tiên. Lý do số 2 các bạn biết là gì không ạ? Đây, vì có rất là nhiều từ nó được xuất hiện đi xuất hiện lại rất là nhiều trong các năm mọi người ạ. Tức là mọi người biết không ạ, cái phần mà bài về tiền tố hậu tố nên nếu mà các bạn soi những cái đề từ quá khứ cho đến bây giờ ấy, từ 2010 cho đến 2024 bây giờ ấy, các bạn sẽ nhận ra một cái điều là có cơ số những tiền tố hậu tố nó được lặp lại rất là nhiều lần. Và ở đây cô sẽ đưa ra ba cái ví dụ về top 3 những cái tiền tố hậu tố mà nó xuất hiện nhiều nhất trong các đề các năm vừa rồi. Thứ nhất, top 3, chúng ta có từ này. Các bạn thấy không ạ? Ok. N3 không có, N1 không có, chỉ có riêng N2 có thôi. Các bạn nhìn cho cô nhá. Cái từ phó này ấy, mọi người, nó xuất hiện 3 lần liền. Ok, nó xuất hiện 3 lần liền. Đây cô đưa ra một ví dụ nhá. Thì ví dụ năm 2010, 2015 xuất hiện cùng một từ luôn, Hukusacho. Hukusacho là gì hả mọi người? Hukusacho là gì nhỉ? Phó gì ạ? Phó gì nhỉ? Đúng rồi, phó giám đốc đúng không? Riêng cái từ này xuất hiện tận 2 lần luôn đấy mọi người, kinh không? 2018 xuất hiện tiếp, Hukudaijin. Hukudaijin là gì ạ? Là phó bộ trưởng là gì ạ mọi người? Thứ trưởng đúng không? Đấy, cái từ xuất hiện 3 lần. Và ngoài ra cũng còn vài từ nữa cũng xuất hiện 3 lần các mọi người ạ. Xuất hiện 2 lần cũng có, thì bây giờ cô đang lấy từ top 3 trở lên nhá. Ok? Đấy, thì cô đang nói về câu chuyện là lý do vì sao các bạn nên học theo những cái từ trong quá khứ nhá. Tiếp, nhìn tiếp cho cô này, top 2. Top 2 từ này xuất hiện 4 lần các mọi người ạ. Từ tái này. Ok? 2010 một lần, 2013 một lần và 2016 một lần, 2020 một lần. Mà thậm chí 2020 và 2013 nó còn xuất hiện
cùng một từ các mọi người ạ. Ok, saite shutsu. Đó nhá. Nên là ngoài những cái từ này ra vẫn còn những cái từ khác nó xuất hiện ở lặp đi lặp lại trong các năm. Nên là biết đâu năm nay nó có thể xuất hiện một cái từ nào đấy ở trong một cái đề của năm nào đấy chẳng hạn. Đấy là hên xui đúng không? Tất nhiên là mình học theo kiểu là gọi là học nước rút theo kiểu may mắn như thế cũng được, trông chờ với sự may mắn đấy cũng được, nhưng mà ý cô muốn nói là cái yếu tố hơn cả là các bạn có thể học để làm đề quá khứ để các bạn tập cái kỹ năng suy đoán, nó cũng là một cái rất là tốt nhá. Nên là chúng ta có thể bỏ qua cái vấn đề là ước gì nó có thể vào trúng hại từ đấy, thì nó cũng có tốt ở rất nhiều khía cạnh khác nhau nhá. Đấy, và đây các bạn nhìn top 1 này. Ôi dồi ôi, cái từ này xuất hiện 5 lần mọi người ạ. Đỉnh không? Ok, từ này xuất hiện 5 lần. Đây, 2010 này, 2012 này, 14, 17 và 23. 23 nó mới xuất hiện luôn này mọi người. Đó, và các bạn nhìn cho cô này. Đây, có những cái từ mà nó xuất hiện y nguyên cái từ đấy. Ok, y nguyên cái từ đấy luôn. Được chưa nào? Đấy, thế thì bây giờ các bạn hiểu cái vấn đề mà cô đang muốn truyền tải đây không nhỉ? Ok, đúng không? Thì bây giờ cô sẽ cho các bạn một dịp để các bạn gọi là nhanh tay nhanh mắt nhá. Trên bảng bây giờ cô đã thống kê lại tất cả những cái từ thuộc về tiền tố hậu tố đã xuất hiện trong các năm. Đúng không ạ? Xuất hiện trong các năm. 2010 là một này. Ok, nhìn qua một lượt cho cô này. Kyu se do, go shu niu, sai ho so, shu shoku ritsu, shu chu ruk, shou ten gai, shu mon dai, ni tai chi, fuku sha chou, yo yak se. Ok, một cái này. Tiếp, 2011, nhìn từ dưới lên cho cô này. Akujo ken y gaku kai, ichinichi oki ni, kurimu jo, gen dan kai, jun yu sho, so uri age, hikoshiki, bungaku sho, và dai season. Tiếp tục, năm nay chúng ta có từ mayoka, tohyo ritsu, alphabeto jun, hanto me, nihon ryu, business man who karisaiyo ですね. Đây. Kokusai shoku, lại từ shoku vừa nãy đúng không? Vừa nãy mình có từ seiji shoku, thế là bây giờ lặp lại cả từ này này. Kokusai shoku nha. Tiếp tục này, shogai koku, pei kakaku ですね. Tiếp tục, nhìn tiếp cho câu 2013 này. Saite shutsu, Tokyo eki hatsu, ongaku zenpan, sai yuryoku, natsuyasumi ake, jun kessho, oyako zure, usugurai, kaze gimi, shokuhin rui, kiken sei, mikeiken, kigen gire, gousei no, ichinichi oki ni, sakuhin shuu, senro zoi, shomondai, densha chin. Đấy, ok, ok, biết đâu năm nay trùng mấy từ trong giờ cô thành chết nhờ. Mudoi shoku, ok, cái từ shoku gặp nhiều đúng không? Đó, rồi tiếp. Fukushacho, musekinin, kodomo zure, cái từ này nhiều ha. Shoutai jo, matarashi, akuekyo, ouen dan, seiko ritsu, genjutsu banare, yoropa fu, kekkon kan, gousui jun, nihon shiki, mishio, benkyo zuke, ibunka, nenrei jun, karika, saikai hatsu. Ok, và shuseibun. Tiếp tục, chúng ta có từ gì ạ? Mukekaku, soushinmoto ですね. Hatarakite, ski jo, rai gakki, shingaku ritsu, gakunen betsu, fukudaijin, jutaku gai ですね. Fuseikaku, tei kalori, kaishain fu, shogai koku ですね. Shogai koku, shonendo, zen shachou, gain se, kazoku zure, và maushiro ですね. Rồi, tiếp tục nào. Rồi, saite shutsu, tokai sodachi, hito shigoto, zen chōchō, tanomizurai, seiji shoku, akuekyo, amerika ryu, wakare, giwa ですね. Rồi, tiếp nào. Hai, gen seido, yōjin fukaku, kidan tai, ibunya, tei kakaku, shashin tsuki, doui ken, tabegoro, kari touroku, boru jou, metsukai jou, gen shachou ですね. Rồi, tiếp. Hai. Shugen ryo, dokusho banare, kettei ken, taiko shin, shotetsuzuki, futari zure, mukaito,
Nihon khứ kabegiwa. Nhiều không? Các bạn thấy có sự lặp lại không ạ? Rồi đúng không? Rồi, trước tiên cô sẽ nhìn thấy có một cái như sau ạ. Chúng ta sẽ có từ này. Từ này mọi người ơi. Gen. Thấy gen chưa? Gen 2022 nhá. Xong rồi, cũng 2021 này mọi người nhìn này. Gen. Ok, mang ý nghĩa là hiện tại đúng không nào? Ngang bướng không? Ngang ngược không? 2021 xuất hiện, 2022 xuất hiện luôn. Nhờ, ok. Tiếp tục này. 2011 đi, 2011 có luôn. 2011 đây, mọi người nhìn đi. Giai đoạn hiện tại luôn. Đó. Tiếp, chúng ta có từ Ritsu. Các bạn nhìn cho cô này. À, ngôi sao sáng tiếp theo, chúng ta có từ Ritsu một lần này. Ok. Xong rồi 2010 xong rồi nhá. Về 2012 lại có tiếp luôn. Đây, Ritsu tỷ lệ đúng không? Rồi, các bạn nhìn ra từ này không? Rồi, tiếp 2012 phải sang 2015 này. 2015 lại một lần nữa. Quá là ngang ngược luôn. Ritsu. Ok. Và tiếp tục chúng ta có 2018 cũng rất là ngang ngược luôn. Đây, Shingaku Ritsu, tỷ lệ gì đó. 4 lần nha mọi người nha. 4 lần xuất hiện. Ok. Tiếp chúng ta có từ hư. Ok, hư thì các bạn sẽ nhìn cho cô này. Đây, 2023 trước nhá. 2023. Một kiểu Nhật này. Ok. 2017. Các bạn nhìn cho cô 2017 nhá. Đây, có hư không ạ? Các bạn nhìn này. Kiểu nhân viên văn phòng Kaishain hư. Rồi, 2012 nhìn tiếp cho cô đây. Có nha. Đây, businessman hư, kiểu phong cách doanh nhân đúng không? Ok, được 3 từ chưa ạ? Cô sẽ nhìn tiếp cho các bạn từ này nhá. Các bạn nhìn ra từ này không ạ? Akui kiểu akujouken nhé. Đây, một từ. Rồi, tiếp. 2015 đâu? 2015 chúng ta có ác cư không ạ? Đây, akui kiểu nhé, akui kiểu. Rồi, tức là gì nhỉ? Các bạn thấy nó trùng nhau rất là nhiều ấy mọi người. Tiếp 2019 có akui e kiểu bi nguyên từ đấy luôn. Ok, akui kiểu. Đấy là một vài những cái ví dụ mà cô muốn là các bạn có thể thông qua cái việc là chúng ta soi như này mà các bạn sẽ thấy là tức là mình học qua cái đề quá khứ cũng là một cách rất là ok để các bạn. Nếu mà không, chúng ta không trông chờ vào cái việc là nó may mắn nó trúng lại trong năm nay thì các bạn vẫn có thể hy vọng vào cái việc đó là gì nhỉ? Chúng ta dựa vào những cái bài thi thực tế, chúng ta tập cái cách là suy đoán từ vựng nhá, suy đoán cái ý nghĩa của nó để xem là cái khả năng suy đoán từ của mình trong bốn đáp án để chọn vào cái bài tiền tố hậu tố này nó có ok không nhá. Đấy, chứ còn đến giai đoạn cuối rồi, bài tiền tố hậu tố là một bài mà nó không phải là một bài mà nó quá dài đâu mọi người ạ. Nên là các bạn không cần phải bỏ quá nhiều thời gian để phải học cái phần này, mà các bạn học theo những cái gì nhỉ? Những cái list danh sách mà các bạn đã có rồi cho cô nhá. Và sau đó thì chúng ta luyện đề thực tế. Được chưa nào? Luyện đề thực tế thì nó sẽ chắc gọi là nó sẽ bám sát vào cái việc chuẩn bị đi thi hơn nhá. Hay ok không ạ? Rồi. Hết mọi người ơi, xong rồi đấy. Các bạn thấy bài giảng hôm nay thế nào ạ? Có vui không ạ mọi người? Hôm nay học có vui không mọi người ơi? Hôm nay học của cô Thanh không bắt các bạn giải đề nhiều đúng không? Quá là sướng đúng không nào? Mà thống kê cho các bạn một loạt những cái từ vựng đã xuất hiện trong quá khứ và thấy là gì nhỉ? Chúng ta phát hiện ra một cái hiện tượng đó là gì nhỉ? Cái sự lặp đi lặp lại ở trong đề quá khứ nó rất là nhiều nhá. Và các bạn đừng quên nốt lại cái lịch thi thử online của Dũng Modi vào cuối tuần này nhá. Và nhớ phải vào đua tranh top nhá. Và bạn nào ở đây, có bạn nào học viên của Dũng Modi không ạ? Cũng phải học hành thật là chăm chỉ cho cô nhá. Và cả các bạn không phải là học viên của Dũng Modi thì sau này hãy vào học cùng với thầy cô nhá. Ok không ạ? Ừ, đấy, rồi. Và đấy, và nếu mà các bạn thích những cái bài livestream này thì đừng quên ấn like và share để các bài livestream của các thầy cô được đến với nhiều bạn hơn. Và chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng đến tận những ngày thi cuối cùng trong tháng 12 năm nay nhá. Quyết tâm man tề đúng không mọi người? Yeah, hãy và hẹn gặp lại các bạn ở những buổi livestream tiếp theo nhé. Các bạn nhớ like và share giúp cô bài livestream này nhé.